Bắt đầu. Câu chuyện xin được bắt đầu. Câu chuyện chiếc bánh sấm sét. Pu đắp chăn kín mít. Ở ngoài tiếng sấm sét vẫn đang vang lên. Đoàng đoàng. Pu sợ hãi run cầm cập người. Pu ơi, cháu ở đâu đấy? Pu ơi, Pu ơi, bà đang gọi. Pu đang định ló đầu lên trả lời bà thì lại một tiếng sấm sét nổ lên nữa. Đoàng, đoàng. Pu sợ hãi lại trốn mình vào trong chăn. Pu nhỏ tiếng nói, cháu ở đây, cháu sợ lắm bà ơi. Nhỏ tiếng thì mà tăng vậy. Bà luôn luôn như thế, bà luôn tốt bụng và luôn ở bên Pu lúc Pu sợ hãi. Nhưng những ngày hè, Pu thường đến nhà bà chơi, nhưng mà sau nhà bà lại nhiều sấm sét đến thế, cứ vài ba ngày là sấm sét lại tới. Pu ơi, cháu ở đâu thế? Mình cùng làm bánh sấm sét nhé. Pu ló mặt ra khỏi chân. Bánh sấm sét ạ? Pu nhảy cẫng lên. Yeah, bánh sấm sét, bánh sấm sét, bánh sấm sét. Bây giờ Pu sẽ nhào bột cho bà nhé. Nhớ phải nhào thật đều tay lên đấy. Chúng ta sẽ làm hai đám mây thật đẹp. Đám mây của Pu đẹp quá. Pu hãy nhìn này. Ôi, đám mây của cháu thật là đẹp. Bây giờ, nếu muốn tạo sấm sét, Pu hãy lấy những sợi phô mai và gắn chúng lên những đám mây bằng bột mì nhé. Cháu gắn xong rồi thưa bà. Tiếp theo, chúng ta sẽ nướng lên. Vậy là chiếc bánh sẽ hoàn thành. Pu thử nhìn ra ngoài cửa sổ đi. Ôi, ngoài kia, sao lại có một vũng nước thế kia? Chắc chắn, có phải trời vừa mưa xong không bà? Thì ra, Pu chăm chú làm bánh đến mức không để ý rằng đã có sấm sét. Chiếc bánh được hoàn thiện xong với những đám mây khổng lồ và những tia sét bằng phô mai. Pu rất thích chiếc bánh này, từ đó Pu không còn sợ nữa. Ông mặt trời đang ló dạng dần và miệng Pu cũng nở một nụ cười thật to. Câu chuyện đến đây là hết.